Tuần có 5 ngày, Long tới lớp học hòa nhập. Em lắng tai gì? Lắng tai nghe. Lắng tai nghe. Em cố nhìn theo qua cái cửa sổ để nhìn xem có mẹ không. Nhưng vẫn chưa thấy ai. Chưa thấy ai nhở? Chưa thấy. Tuy mới gặp và học theo cô giáo Huyền, nhưng Long đã thay đổi rất nhiều so với thời gian ở nhà. Sự tiến bộ của Long cũng chính là thành quả mà cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền và mẹ Phương đã gieo trồng suốt những ngày qua. Long thích vẽ tranh, biết múa theo cô giáo và đặc biệt là biết giúp đỡ cô giáo khi cô nhờ. Chỉ cho tôi bức tranh vẽ mẹ của Long, cô giáo Huyền cho biết. Long biết tô màu rất đẹp, không lem nhem và đặc biệt trí tưởng tượng của em về mẹ khá phong phú. Lúc đầu Minh Long mới đến đây thì Minh Long không có sự tập trung nhiều và không hợp tác cùng cô cũng như các bạn ấy. Minh Long rất là thu mình và hay cục cằn, cáu, không làm bất cứ cái gì cả và không chịu học bài. Sau tuần đầu bắt đầu Minh Long học cùng các bạn dần, cũng múa hát theo các bạn và chủ động hơn trong cách giao tiếp. Cô nhờ một số việc thì Minh Long cũng làm, có sự tiến bộ rồi, thời đầu là cũng rõ rệt. Là người gắn bó nhiều năm trong việc dạy kỹ năng cho trẻ khuyết tật, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền rất quan tâm đến Long. Bởi Long tuy bị tự kỷ nhưng em may mắn không bị tăng động và tâm thần cũng khá ổn định. Để giúp cậu học trò Long, cô Huyền đã tìm soạn các bài giảng phù hợp với tình trạng bệnh của Long. Minh Long chỉ là một bạn thu mình lại thôi, không nên vồ vập bạn ấy quá. Rất là bình tĩnh, khi mà bạn ấy không muốn cái gì thì chỉ cần nhẹ nhàng hỏi bạn. Tại Minh Long mà bạn đã rất là hiểu, mà bạn là tuổi cũng đã lớn rồi. Thì em chủ yếu dạy giao tiếp và kỹ năng sống cho bạn, sao cho con tự phục vụ bản thân, vệ sinh cá nhân, quần áo, có thể nấu cơm này, giúp mẹ dọn đồ ăn, đấy là cái quan trọng nhất. May mắn cho Long và các bạn cùng cảnh hiện nay là nhiều mô hình can thiệp giúp trẻ tự kỷ hòa nhập với sinh hoạt thường ngày. Những nỗi lo lắng vơi đi, niềm vui đã trở lại để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui của chị Phương và gia đình. Một nụ cười bé, cha vui cả ngày. Một vài tiếng khóc, mẹ lo hàng đêm. Thầm cầu mong cho con sẽ an lành. Chim hoàng sinh thành một đời yêu. Quý vị và các bạn thân mến, 17 năm đồng hành với căn bệnh tự kỷ của con, đó là quãng thời gian đầy vất vả với nước mắt. Đã có lúc sự thất vọng và cả thiếu tự tin bao vây, nhưng với quyết tâm vượt qua số phận, chị Phương đã chiến thắng căn bệnh tự kỷ, giành lại cơ hội sống tốt hơn cho con. Chương trình Đời Như Cổ Tích dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Xin chào các bạn, đến với chương trình nâng cao năng lực nghe nói tiếng Anh cho trẻ tiểu học của Đài Tiếng nói Việt Nam. Improving children's ability to communicate in English. Improving children's ability to communicate in English. Grade 5. Unit 28. Look at the photos. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhớ lại những kỷ niệm vui qua những bức ảnh. Look at the photos. Để bắt đầu bài học, các em hãy học những từ và nhóm từ sau đây. Kind. Tốt bụng, tử tế. Naughty. Nghịch ngợm. Wet. Ẩm ướt. Dry. Khô. Fridge. Tủ lạnh. Photo. Bức ảnh, tấm hình. Các em hãy nghe băng và nhẩm theo cho thuộc nhé. Kind.
Naughty. Wet. Dry. Fridge. Photo. Wet. Kind. Dry. Naughty. Photo. Fridge. Kem ạ, hôm nay Rosie, Billy và Tim nhìn thấy những tấm ảnh được dán trên cánh tủ lạnh về những ngày các bạn ấy còn nhỏ. Mọi người đều cảm thấy thích thú khi xem lại những bức ảnh này. Chúng ta cùng nghe đoạn hội thoại sau để xem các bạn ấy có những kỷ niệm gì nhé. Look at the photos on the fridge. Look, we were in the park. You were kind, Tim. The babies weren't sad. They were just hungry. We were outside. We were very wet. Mum wasn't wet. It was dry in the flat. Look at this one. It was Billy's birthday. He was very naughty. Look, these ducks were naughty. And this goat was naughty too. I was naughty then, but I'm not naughty now. I'm a big boy now. Yes, you're very good now. Các em có hiểu hết nội dung của đoạn hội thoại vừa nghe không? Bức ảnh đầu tiên mà các bạn ấy xem có gì? À, đó là bức ảnh chụp lúc các bạn ấy đang ở trong công viên đấy. In the park. Tim rất tốt. Kind. Bạn ấy luôn chăm sóc Rosie và Billy. Rosie và Billy lúc đó không buồn. Weren't sad. Mà chỉ đói thôi. Hungry. Vậy còn bức ảnh thứ hai? Tim và Rosie đang đi học mà trời thì mưa rất to nên cả hai đều bị ướt. Very wet. Bức ảnh thứ ba là về sinh nhật của Billy. Billy's birthday. Trông cậu bé rất nghịch ngợm. Naughty. Và bức ảnh cuối cùng, Billy đang khóc rất to vì bạn ấy sợ những chú vịt. Ducks. Và chú dê. Goat. Ở trong công viên đấy các em ạ. Chúng cũng rất nghịch ngợm. Naughty. Trước khi nghe lại, chúng ta cùng ôn một số từ và cụm từ quan trọng trong đoạn hội thoại nhé. In the park. Trong công viên. Kind. Tốt bụng, tử tế. Weren't sad. Không buồn. Hungry. Đói. Very wet. Rất ướt. Birthday. Sinh nhật. Naughty. Nghịch ngợm. Duck. Con vịt. Goat. Con dê. Chúng ta cùng nghe lại và nhắc theo băng nào. Look at the photos on the fridge. Look, we were in the park. You were kind, Tim. The babies weren't sad. They were just hungry. We were outside. We were very wet. Mum wasn't wet. It was dry in the flat. Look at this one. It was Billy's birthday. He was very naughty. Look, these ducks were naughty. And this goat was naughty too. I was naughty then, but I'm not naughty now. I'm a big boy now. Yes, you're very good now. Em thân mến, khi nói về những việc đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta dùng động từ ở thời quá khứ. Như các bạn nhỏ nói về những kỷ niệm hồi còn nhỏ qua những bức ảnh mà bố mẹ các bạn ấy đã chụp. Ví dụ, khi xem bức ảnh đầu tiên, Rosie nói: We were in the park. Trong câu này, động từ were
chính là động từ quá khứ của động từ are. Chúng ta không nói we're in the park, mà chúng ta nói we were in the park. We were in the park. Tương tự như vậy, khi Tim nói, hồi nhỏ bạn ấy rất hạnh phúc, bạn ấy nói I was happy. I was happy. Vậy khi nào thì chúng ta dùng động từ was. W-A-S. Và khi nào thì dùng were. W-E-R-E. Rất đơn giản các em ạ. Chúng mình hãy đọc theo cô Cynthia cho thuộc nào. Was, were. Was, were. I was, he was. She was, it was. I was, he was. She was, it was. They were, you were, we were. They were, you were, we were. Chúng ta cùng nghe cô Cynthia nói một số câu sau đây rồi nhẩm theo nhé. Các em chú ý đến cách dùng của was và were. Chúng ta bắt đầu nào. I was happy. She was wet. You were kind. They were sad. I was happy. She was wet. You were kind. They were sad. Vậy còn câu phủ định thì sao? Hãy nghe và đọc theo cô Cynthia. Wasn't, weren't. Wasn't, weren't. I wasn't, he wasn't. She wasn't, it wasn't. I wasn't, he wasn't. She wasn't, it wasn't. They weren't, you weren't, we weren't. They weren't, you weren't, we weren't. I wasn't happy. She wasn't wet. You weren't kind. They weren't sad. I wasn't happy. She wasn't wet. You weren't kind. They weren't sad. Bây giờ chúng ta cùng làm một bài tập với cô Cynthia nhé. Các em hãy chọn was hoặc were, wasn't hoặc weren't sao cho phù hợp với mỗi tình huống. Các em nghe thấy các ngôi I, he, she, it. Hãy chọn was cho câu khẳng định và wasn't cho câu phủ định. Còn nếu các em nghe thấy các ngôi we, they, you. Hãy chọn were cho câu khẳng định và weren't cho câu phủ định. Ví dụ I wasn't, weren't happy. I wasn't happy. Nhớ so sánh với đáp án cho ngay sau đó các em nhé. Chúng ta bắt đầu nào. 1. She was, were kind. She was kind. 2. They wasn't, weren't wet. They weren't wet. 3. He was, were naughty. He was naughty. 4. You wasn't, weren't dry. You weren't dry. 5. I was, were tired. I was tired. 6. She wasn't, weren't cold. She wasn't cold. Bây giờ chúng ta sẽ tập nói về trạng thái trước đây của mình hoặc của một người khác theo gợi ý của cô Cynthia. Ví dụ I happy. I was happy. She not wet. She wasn't wet. Chúng ta bắt đầu nào. You not kind. You weren't kind. They not sad. They weren't sad.
she kind? She was kind. They not wit. They weren't wit. He naughty. He wasn't naughty. You not dry. You weren't not dry. I tired. I was tired. She not cold. She wasn't cold. Các em thân mến, để hỏi xem hồi nhỏ hoặc trước đây ai đó như thế nào, chúng ta chỉ cần đảo động từ was hoặc were lên trước chủ ngữ. Ví dụ, was he happy? Was he happy? Were they happy? Were they happy? Và để trả lời cho các câu hỏi này, nếu chúng ta nhận thấy điều đó là đúng, chúng ta chỉ cần nói yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. Yes, they were. Yes, you were. Yes, we were. Và nếu chúng ta thấy không đúng, chúng ta nói là no, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. No, we weren't. No, they weren't. No, you weren't. Các em thân mến, bây giờ chúng ta cùng luyện hỏi đáp về tình trạng ngày hôm qua của em và những người trong gia đình em với cô Cynthia nhé. Hãy trả lời câu hỏi của cô Cynthia theo gợi ý. Ví dụ, were you happy? Yes. Yes, I was. Chúng ta bắt đầu nào. Was your brother kind? Yes. Yes, he was. Were your parents sad? No. No, they weren't. Were your sisters wet? No. No.